phải con đò. Bến nào cũng đỗ, người nào cũng yêu. Đừng nói yêu đến phát điên. Giờ cứ hồn nhiên mà phản bội, đừng đua đòi cho xã hội. Sống một bộ mặt vô tội là bạn. Nếu ai đó ghét bạn mà không vì lý do gì cả, thì điều bạn cần làm là cho họ một lý do. Tuy không xinh, nhưng tôi biết thế nào là ảo. Tuy không hoàn hảo, nhưng tôi chưa bao giờ sống giả tạo với ai. Con cóc là tổ ông trời, còn anh là cả cuộc đời của em. Đâu đây tóc? Óc thì đầy phân, đầu là nhân, còn thân thì là chó. Hoàng ơi chớ quá vội vàng, 2-3 năm nữa Hoàng là của em. Tiếp xúc với tôi mà thấy tôi nhạt thì mời bạn đứng dạt sang một bên. Bởi tôi rất lười giả nai, để cố gắng giả vờ làm vừa lòng người khác. Mày nói mày đẽo từ bé, xin lỗi mày, tao đây khốn nạn từ trong bụng mẹ. Thế nên đừng đùa với tao.